Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2023. Tôi là Ngọc Phước, đại diện cho cô Huệ Tịnh ở Dallas, với lại cô với ông bà Minh và Sương Lam Trần ở Hoa Kỳ, đến chợ Long Xuyên để mua cá đem đi phóng sanh. Sông Vàm Nao, ngay tại sông Vàm Nao, sông Cái, ở chợ Long Xuyên. Tất cả những cái phần cá này, hai thùng cá này là do sự phát tâm của cô Huệ Tịnh. Cô Huệ Tịnh và ông bà Minh và Sương Lam Trần đã nhờ tôi đến chợ Long Xuyên mua để đem ra sông Cái, sông Vàm Nao để phóng sinh các loài thủy tộc này, cầu cho các loài thủy tộc được phóng sinh về môi trường tự do. Chuẩn bị phóng nha, cho mấy chú này sướng hơn tôi đó. Giờ phút này là được tự do rồi đó, còn tôi không được tự do, tôi bị kẹt hoài.